Tiết mục múa chèo du lễ quê mình, tác giả Phạm Tung, đạo múa Nguyễn Kim Thảo, do chị em phụ nữ thôn 4 khu miếu đoài du lễ biểu diễn. Bắt đầu.
buồn từ màn hình buồn có hát đợi chờ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.